Thì đầu tiên để các bạn sinh viên có thể hiểu được văn hóa lễ phép này thì trường đã bắt đầu đưa nó vào quy định từ những năm rất là lâu, cách đây khoảng 10 năm. Và khi đưa nó vào quy định thì ở tại trường có phòng công tác học sinh sinh viên, các thầy cô của phòng đã làm rất nhiều những cái chương trình, buổi tập huấn, đối thoại với sinh viên để truyền đạt tư tưởng và để cho sinh viên hiểu được cái tầm vai trò quan trọng của cái việc mà thực hành văn hóa lễ phép trong khuôn viên trường. Thật ra đây là một điều rất đáng tự hào, và khi mà các doanh nghiệp đến tham quan, đến trao đổi và làm việc tại trường đại học Tôn Đức Thắng thì cái điều đầu tiên của doanh nghiệp khi mà họ nhìn thấy sinh viên của mình đó là cái sự lễ phép, cái sự nghiêm túc trong quá trình mà các bạn làm việc, cũng như là cái văn hóa về xếp hàng, văn hóa về chào hỏi người lớn tuổi. Thì các bạn thực hiện rất là tốt và các doanh nghiệp họ đánh giá rất cao về vấn đề này. Điều em ấn tượng nhất ở GDTU là văn hóa xếp hàng và văn hóa chào hỏi. Tại vì là theo em cảm nhận là cho dù mọi người là ai thì cái phép lịch sự luôn là cái tối thiểu nhất của một người. Tôi làm việc hiện tại đến bây giờ là được 13 năm rồi. Tôi đi lại trong trường này cứ thấy các bạn nhiều khi gật đầu mỏi đầu luôn. Cứ gật đầu chào cuối chứ phải chào lại thôi. Hình đường đi mỏi đầu cuối hắn phải lắm, đi gặp rất là tự nhiên thoải mái. Tôi rất thương các con ở đây.